Thân mến, chào các bạn đến với kênh YouTube Chuyện Làng Quê. Hôm nay Hồng Nhung xin mời các bạn nghe chuyện Tình Của Biển, tác giả Thạch Anh. Chương 4 có nhan đề Danh sư xuất cao đồ. Khánh Linh vừa mới tới lớp đã thấy Kim Chi đứng chờ mình ở cửa. Cất cặp mau lên rồi đi thay đồ. Khánh Linh nhìn vẻ háo hức của cô bạn liền tò mò. Làm gì mà vội vậy? Kim Chi chỉ về phía bể bơi của trường. Thay đồ đi, để cô nương đây còn kiểm tra hàng. Khánh Linh ngạc nhiên. Hàng là sao? Kim Chi kéo tay Khánh Linh. Còn hàng gì vào đấy nữa, nhanh lên để ta xem chân của nhà ngươi có thực sự dài tới nách hay không. Khánh Linh không nhìn được, cười lớn. Mẹ ơi, con chỉ cao có 1m65 thôi hà. Kim Chi hắn giọng. 1m65 là quá dư thừa rồi. Còn nói cái từ thôi nữa là cái đám con gái lớp này sẽ cho nhà ngươi biết tay á. Khánh Linh và Kim Chi tới gần bể bơi, liền thấy tiếng xì xào bàn tán của đám con gái trở nên lớn hơn. Một nữ sinh lớp 11B4 hét lớn. Trời ơi, đó chính là Hải An sao? Tiếc là hôm nay lớp mình có giờ kiểm tra, nếu không mình sẽ vào muộn để ở lại xem cậu ấy bơi. Một nữ sinh lớp 11B2 thắc mắc. Ủa Hải An không có phải học bơi khi mà, sao lại ở đây ta? Một nữ sinh khác cùng lớp trả lời. Cậu không biết đó thôi, chính thầy Sơn nhờ cậu ấy tới dạy cho chúng ta đó. Nữ sinh lớp 11B4 không giấu được sự ngưỡng mộ. Wow, không biết cậu ấy có tới lớp bọn tớ không nhỉ? Nữ sinh lớp 11B2 lên tiếng. Lấy đâu ra, cậu ấy chỉ ở lớp của bọn tớ thôi, còn phải học các môn khác nữa chứ. Nữ sinh lớp 11B4 tiêu nghỉu. Ừ, thôi mấy cậu chuẩn bị vào học đi, tớ về lớp đây. Ngay khi Khánh Linh và Kim Chi tới sát bể bơi, Hải An lập tức ngoi lên mặt nước. Vừa rồi cậu lặn xuống bể bơi để kiểm tra trước giờ học. Vì bể bơi của trường đã xây dựng rất lâu, cậu tới sớm một chút để đảm bảo không có thứ gì có thể gây hại tới cô học trò nhỏ của mình. Thật không ngờ, sự xuất hiện của cậu ở bể bơi thu hút không ít nữ sinh trong trường. Hải An vì không muốn bắt chuyện với họ nên quyết định ở lì dưới nước. Khánh Linh vừa tới, cái kẻ cầm như hến lập tức mở miệng. Cậu thay đồ đi rồi xuống đây. Đám con gái trong lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn Hải An. Có tin đồn Hải An thích Khánh Linh, xem ra không phải là vô căn cứ. Ánh mắt Hải An thường không biểu lộ cảm xúc, nhưng khi nhìn vào Khánh Linh, ánh mắt đó lại thật dịu dàng. Kim Chi gật đầu lia lịa khi nhìn vào đám cơ bụng sáu muốt của Hải An. Tớ thay ngay đây. Hải An mỉm cười, ánh mắt chỉ vẫn hướng về phía Khánh Linh. Tôi nói cậu đó, cậu có nghe thấy không Khánh Linh? Khánh Linh giật mình, hình như cô vừa ngây người ra nhìn Hải An mà không nghe thấy cậu nói gì. Đúng lúc này, Kim Chi kéo tay Khánh Linh. Thay đồ thôi. Khánh Linh khẽ gật đầu rồi đi theo Kim Chi. Hải An mỉm cười, tiếp tục bơi thêm vài vòng trong thời gian chờ Khánh Linh. Trên đường tới phòng thay đồ, Kim Chi nhìn Khánh Linh rồi nói. Cậu bị ốm hả? Sao mặt đỏ lên như là bị sốt vậy? Khánh Linh từ lúc thấy Hải An dưới bể bơi liền bị á khẩu, không nói được lời nào. Trong đầu của cô chỉ nghĩ tới kem sô-cô-la mà thôi. Nghe Kim Chi hỏi vậy, Khánh Linh vội lắc đầu, không hiểu sao lại thốt ra kem sô-cô-la. Kim Chi cười như nát nẻ. Kem nào? Kem đang lượng cá cảnh dưới kia đó hả? Nói xong Kim Chi vỗ bả vai Khánh Linh. Tớ đang liên tưởng đến kem sô-cô-la, không ngờ cậu cũng cùng suy nghĩ. Đúng lúc này, thầy Sơn đi tới từ hướng ngược lại. Câu chuyện về kem sô-cô-la không thoát khỏi thuật phong nhĩ của thầy. Kim Chi lập tức bị ăn một cái cốc như trời giáng vào đầu. Nữ sinh bây giờ thật là... Kim Chi vừa đau vừa bực mình nói lớn. Thầy đánh học sinh hả? Khánh Linh vội giữ tay Kim Chi lại, để cô bạn không tấn công ông thầy đối diện. Cô cười cười nói với thầy Sơn. Dạ thầy đến sớm ạ. Thầy Sơn chỉ về phía Hải An. Không phải tại cậu ta đòi tới lớp kiểm tra thì tôi cũng chưa tới đâu. Làm gì mà kỹ vậy không biết nữa. Nói xong thầy tiếp lời. Thôi hai đứa thì thay đồ nhanh lên, còn khởi động. Sau khi thầy Sơn liền rời đi, Kim Chi lập tức quay người lại, giơ nắm đấm về phía ông thầy. Khánh Linh bật cười, thôi để sức lát nữa còn luyện tập. Kim Chi chỉ về phía bể bơi, lát nữa chỉ cần ngắm Hải An với Nhật Minh thôi á là tớ cũng thấy khỏe rồi. Khánh Linh làm bộ ho khan vài tiếng, cô lắc lắc cái đầu bắt chước dáng vẻ của thầy Sơn. Nữ sinh bây giờ thật là... Kim Chi và Khánh Linh nhìn nhau cười lớn. Cả hai cùng đi vào phòng thay đồ dành cho nữ ở khu bể bơi. Kim Chi nhanh chóng khoác lên mình một bộ đồ bơi liền thân màu ớt đỏ rực lửa. Cô đứng chờ Khánh Linh bên ngoài nhưng không khỏi tò mò. Chẳng biết cô nàng xinh đẹp kia sẽ mặc bộ đồ bơi như thế nào. Là dạng liền thân hay hai mảnh bốc lửa như mấy người mẫu trên TV? Theo đánh giá của Kim Chi, Khánh Linh cũng rất là khá kín đáo. Ắt hẳn cũng là đồ bơi dạng liền thân giống như cô mà thôi. Khánh Linh giật mình khi vừa mở cửa phòng thay đồ đã thấy Kim Chi đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt hổ đói rình mồi. Chỉ có điều khi thấy con mồi, Kim Chi lập tức bị sặc nước bọt. Đúng là đồ bơi liền thân dạng váy, nhưng sao lại thêm cái quần màu đen dài tới đầu gối thế kia? Thật chẳng hấp dẫn gì cả. Đồ bơi đen kèm theo bèo nhúng màu xanh da trời ở ngực và chân váy, giúp che đi vòng 1 và vòng 3 một cách khéo léo. Nhưng cái quần kia là gì đây? Chẳng lẽ trên chân Khánh Linh có sẹo? Khánh Linh nhìn vẻ mặt của Kim Chi liền mỉm cười. Sao vậy? Có gì không ổn hả? Kim Chi lắc đầu ngán ngẩm nói, dáng người đẹp như vậy á, cái bộ đồ bơi cũng đẹp, mà sao thêm cái quần vô làm chi vậy? Vừa nói Kim Chi vừa cười. Bỏ ra được không? Khánh Linh vội xua tay. Không cần Hải An nhắc nhở, cô cũng chọn mặc đồ bơi kín đáo một chút. Lúc đầu Khánh Linh định mua một bộ đồ bơi liền thân, gần giống với đồ lặn, nhưng như vậy đường cong trên người có vẻ bị phô ra hết. Cuối cùng cô chọn bộ đồ có bèo nhúng kết hợp với quần bơi này. Tuy rằng có hở vai một chút, nhưng cũng chẳng đến nỗi không thể chấp nhận được. Kim Chi lầu bầu, đúng là gu thẩm mỹ có vấn đề. Khánh Linh bật cười kéo tay Kim Chi, thôi đi ra bể bơi nhanh lên. Kim Chi có chút tò mò, phải rồi, cậu thích kem sô-cô-la hả? Khánh Linh khẽ gật đầu, đó thực sự là món kem mà cô yêu thích nhất. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau hai người. Em ấy không chỉ thích mà còn nghiện cái vị kem đó đó. Khánh Linh quay người lại, anh Nhật Minh. Nhật Minh mỉm cười, cuối tuần này đi ăn kem nha. Ở công viên gần bờ biển có một hàng kem rất ngon. Khánh Linh liền gật đầu. Dù sao cô mới tới nơi này, cũng muốn khám phá một chút. Kim Chi nghe thấy chủ đề ăn uống, hai mắt liền sáng như sao. Phải đó Khánh Linh, ngay ở gần nhà tớ nè. Cậu đến đi rồi tớ dẫn đi. Khánh Linh hào hứng, ôi thích quá, tớ sẽ tìm đến nhà cậu trước đó. Nhật Minh khẽ thở dài. Vừa rồi còn tưởng được đi chơi riêng cùng với Khánh Linh, ai ngờ cái bóng đèn Kim Chi lại xuất hiện. Cậu quay sang nói với Khánh Linh, vậy hẹn nhau 7 giờ tối ngày thứ Bảy nha. Nói xong Nhật Minh chỉ về phía bể bơi, đi nhanh lên một chút nào, thầy Sơn sắp cho lớp khởi động rồi. Khánh Linh và Kim Chi lập tức gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau lớp trưởng Nhật Minh. Sau khi khởi động, Khánh Linh cùng các bạn xuống dưới bể bơi. Làn nước mát lạnh vừa kịp ôm lấy cơ thể của cô thì Hải An đã bơi tới. Cậu mỉm cười, đồ bơi rất đẹp. Kim Chi nghe được mấy lời này liền hắng giọng, Hải An, đề nghị cậu dạy cho bạn tớ một cách nghiêm túc, sao hai mắt lại dán vào lớp bèo nhúng thế kia? Thầy Sơn đứng gần đó liền gõ vào đầu Kim Chi một cái. Em không mở miệng chẳng ai nói em câm đâu, tập luyện nghiêm túc đi. Hải An là người đứng đắn đó. Thầy đang bên cậu sao? Cậu cũng không đứng đắn thế vậy đâu. Khánh Linh ngước nhìn Hải An, học được chưa? Hải An khẽ gật đầu, tôi sẽ cố gắng dạy cậu, nhưng tôi cũng có điều kiện. Khánh Linh tròn mắt ngạc nhiên, điều kiện gì nữa? Hải An đáp, cũng không có gì, chỉ mong cậu sẽ thực hiện theo sự hướng dẫn của tôi. Tôi dạy cậu không phải để cậu qua môn, mà để cậu có thể sống sót nếu vô tình rơi xuống nước. Nói xong, cậu nhìn thẳng vào mặt Khánh Linh. Một khi hiểu đúng ý nghĩa của việc học bơi, cậu sẽ làm được. Khánh Linh khẽ gật đầu, nhất định sẽ học nghiêm túc. Hải An hài lòng, Tôi tin người thông minh như cậu sẽ học rất là nhanh đó. Quả nhiên, Hải An nhận định đúng. Khánh Linh tuy mới học nhưng cũng không hề tệ. Thậm chí cô còn khá thích thú khi tập theo hướng dẫn của Hải An. Lúc này thầy Sơn lên tiếng. Khánh Linh tập tốt rồi thì em sang giúp nhóm nam lớp mình đi Hải An. Hải An gật đầu rồi bơi về phía đối diện. Đám con trai nhao nhao. Hải An mau dạy bọn này đi, nhất định sẽ học tốt như Khánh Linh. Hải An nghe vậy liền mỉm cười. Tôi tin các cậu mà. Tuy rằng hướng dẫn cho nhóm nam sinh, nhưng đôi lúc Hải An cũng nhìn về phía Khánh Linh. Hải An vẫn nhìn về phía Khánh Linh. Mạnh Toàn nhìn theo Hải An rồi nói, đó là một nàng công chúa. Công chúa thì chỉ có hợp với hoàng tử thôi. Người thường như tụi mình á, chỉ nên ngắm cô ấy từ xa. Hải An nhoẻn miệng cười. Đó chỉ là suy nghĩ của cậu. Với tôi á, không hề có vùng cấm trong tình yêu. Quả thật, sự khác biệt có thể tạo ra sức hấp dẫn ban đầu, nhưng về sau cũng chính nó sẽ khiến cho khoảng cách giữa hai người lớn dần. Một khi mà hai người yêu nhau thật lòng, họ sẽ cố gắng để thu hẹp khoảng cách đó. Sự khác biệt về gia cảnh không phải là thứ đáng sợ. Cái thứ đáng sợ nhất trong tình yêu á, là thiếu đi sự cảm thông, chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau kìa. Nói xong, Hải An tiếp lời. Tập đi, cậu thực sự học kém hơn Khánh Linh đó. Mạnh Toàn cười lớn. Thì tớ đâu có được ai đó nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Hải An lạnh lùng. Cô ấy khác, cậu khác nha. Lúc này Mạnh Toàn thấy Nhật Minh bơi về phía Khánh Linh. Cậu ghé sát vào tai Hải An thì thầm. Không về trông coi bảo bối của cậu đi, còn ở đây mà thuyết giảng. Hải An lắc đầu. Không cần. Mạnh Toàn ngạc nhiên. Nhật Minh là nam thần của trường này đó, có ai lại không thích cậu ấy cơ chứ. Hải An bật cười. Vậy phải tới rồi yêu cầu họ cách xa 2 mét theo đúng 5K hả? Mạnh Toàn cao giọng. Không có đến mức đó, nhưng cũng nên bơi tới mà phá đám đi chứ. Hải An lạnh lùng nói. Tập trung vào. Tôi tức lên là cậu uống nước tắm của chính mình đó nha. Mạnh Toàn lập tức im bặt. Cậu ta biết Hải An không hề nói chơi. Tại sao lại có người sống hai mặt như vậy cơ chứ? Rõ ràng Hải An lúc trước vừa cười vừa nói bên con gái nhà người ta, quay sang dạy mấy tên đực rựa đã biến thành người khác. Thầy Sơn đâu rồi? Chúng em nhớ thầy. Ở một góc khác của bể bơi, Kim Chi ăn cái cốc thứ 3 trong ngày. Thầy Sơn lầu bầu. Em thực sự rất cứng đầu. Kim Chi vừa xoa đầu vừa mếu máu. Thầy giỏi thì ắt có trò hay. Em sẽ nhờ Hải An. Em dám nói tôi không giỏi bằng cậu ta sao? Không đợi Kim Chi trả lời, thầy Sơn gọi lớn. Hải An, làm vài vòng không? Hải An lập tức bơi về phía thầy nói nhỏ. Sao tự nhiên lại bơi ạ? Chẳng phải sáng sớm nay thầy vừa thua em sao? Thầy Sơn thì thầm vào tai Hải An, nhưng mắt liếc xéo về phía Kim Chi. Giờ tôi muốn thắng cho mấy đứa trong lớp nó lác mắt. Hải An bật cười. Vậy em được gì nào? Thầy Sơn lập tức ra giá. 20 quyển truyện dành cho thiếu nhi. Cậu thấy làm sao? Hải An gật gù. Chốt đơn. Hết chương 4. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn bấm đăng ký kênh Chuyện Làng Quê để có thể bấm biểu cảm, bình luận và được thông báo khi có video mới. Chúc các bạn khỏe, vui và hạnh phúc. Xin thân ái chào tạm biệt.